Thưa cộng đoàn thân mến, thánh lễ hôm nay khởi đầu bằng bầu khí hân hoan vui mừng và kết thúc bằng sự trầm lắng suy tư, mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Giêsu trên thập giá. Bài thương khó theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe đã dẫn đưa chúng ta từ phòng tiệc ly đến chân đồi Canvario. Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu là một vụ án dân sự, nhưng đây là vụ án vô tiền khoáng hậu và là một vụ án không bình thường. Nói vô tiền khoáng hậu có nghĩa là từ trước chưa có vụ án nào được xét xử và xảy ra như vậy, và sau này cũng không có vụ nào được diễn ra như thế. Nói đây là một vụ án bất bình thường bởi vì thời gian xét xử quá nhanh như chúng ta vừa nghe. Về thời gian diễn ra từ phòng tiệc ly cho tới cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá có từ chiều hôm thứ Năm và kết thúc vào chiều hôm thứ Sáu. Công nghị Do Thái là một cơ quan giống như quốc hội của một quốc gia mà đã xét xử vào lúc tảng sáng, và sau khi đã nghe những lời tố cáo thì họ kết án và thi hành án ngay. Cho nên vụ án ấy được diễn ra một cách nhanh chóng và không có tràng sư bảo chữa, không có thời gian để kháng cáo, cũng như là không có thời gian để cho người bị cáo được thanh minh. Đây là một vụ án dân sự, một vụ án không bình thường và có thể nói là một vụ án bất công. Đức Giêsu đã là nạn nhân của sự tố cáo, lên án và giết hại một cách bất công. Từ 2000 năm nay, từ vụ án Chúa Giêsu, con người được mời gọi hãy suy tư về phẩm giá của mình và trong sự tôn trọng lẫn nhau. Từ 2000 năm nay, người tín hữu tin vào Chúa Giêsu được mời gọi chiêm ngưỡng cây thập giá, bởi vì trên từ cây thập giá, ơn cứu độ tràn lan tuôn chảy đến với mỗi người chúng ta. Lời cầu nguyện của thánh lễ hôm nay, giáo hội cầu nguyện xin cho chúng con biết học được những bài học từ mầu nhiệm thập giá để chúng con sau này cũng được phục sinh với người. Thưa quý ông bà và anh chị em, vì thế mà trong thánh lễ này chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu khởi đi từ phòng tiệc ly và kết thúc ở cây thập giá. Chúng ta vừa nghe cũng giống như một phóng sự, một bộ phim quay nhanh, một vở kịch có nhiều nhân vật. Có những nhân vật đại diện cho quyền lực của một chính phủ quốc gia như Ê-rô-đê và Phi-la-tô. Có những nhân vật đại diện cho các lãnh đạo tôn giáo như những người biệt phái và thầy cả thượng tế. Có những nhân vật đại diện cho dân chúng như dân thành Jerusalem. Có những người mưu mô tố cáo gian như những kinh sư, những người thông luật và những người pha-ri-siêu. Có những người đến chỉ vì tò mò để xem xét. Có những người đến để su thời, lúc thì hân hoan, lúc thì tố cáo. Trong vở kịch này có rất nhiều nhân vật. Và nếu chúng ta mỗi năm đọc lại vở kịch này, mỗi năm xem lại bộ phim này, mỗi năm nhìn lại vụ án này để làm gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, để chúng ta nhìn thấy mình là một trong những vật, nhân vật của vở kịch ấy. Bởi lẽ chúng ta như lời cầu nguyện của giáo hội trước khi chúng ta tiến bước để rước lá. Giáo hội cầu nguyện là xin cho chúng con là những người đang tiến dần về thành Jerusalem vĩnh cửu. Thì trong cuộc hành trình này, chúng con đi theo Đức Giêsu Kitô. Vì thế mà bằng một cách nào đó, chúng ta là một trong những nhân vật của vở kịch vụ án Chúa Giêsu. Chúng ta là một trong những nhân vật của bộ phim nói về cái chết của Đức Giêsu. Có thể chúng ta có một quyền hạn nào đó trong xã hội, trong giáo hội. Có thể chúng ta giống như những người biệt phái, giống như những luật sĩ. Có thể chúng ta là như những người dân thành Jerusalem đang khóc thương Chúa Giêsu trước mặt con người bị đánh bầm dập. Có thể chúng ta giống như bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu. Có thể chúng ta giống như ông Simon vác thánh giá đỡ Chúa.
Và có nhiều khi chúng ta giống như những người dửng dưng đứng bên đường để nhìn cuộc rước đi qua. Cuộc rước ấy có Chúa Giêsu là nhân vật chính đang vác thanh dạng. Và có thể chúng ta cũng chính là Đức Giêsu hiện thân của người đang vác thánh giá đi trên từng bước đường trần gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta không tìm để nhìn thấy mình là một trong những nhân vật của vở kịch vụ án Chúa Giêsu, lễ tuần thánh sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi vì cuộc thương khó của Đức Giêsu mầu nhiệm thập giá không phải là một biến cố lịch sử xa vời, nhưng đang là câu chuyện của ngày hôm nay. Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục vác thánh giá đi ngang qua cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị tra tấn, bị đánh bầm dập ngang qua cuộc đời của chúng ta. Có thể là đó là một người vợ bị bạo hành, có thể đó là những người con bị bạc đãi, có thể đó là những người nghèo bị khinh bỉ, có thể đó là những người mà đau khổ trong xã hội bị bỏ rơi, có thể đó chính là chúng ta, một phần nào đó bị tổn thương do tội lỗi, tổn thương do sự xúc phạm, có thể đó chính là chúng ta khi mà chúng ta đón nhận đức tin vào Đức Giêsu, và vì việc đón nhận đức tin vào Đức Giêsu mà chúng ta bị thiệt thòi, có thể bị mất việc trong cơ quan nhà nước, trong công sở, có thể chúng ta bị người đời khinh chê, chế giễu, và kể có thể chúng ta bị thiệt thòi trong con đường tiến thân danh vọng. Vì thế mà vở kịch của Chúa Giêsu đang là vở kịch ngày hôm nay của chúng ta, mà mỗi người chúng ta tìm thấy ở trong đó hình ảnh của mình, để rồi chúng ta học nơi Đức Giêsu, học nơi cuộc thương khó của người, sự vâng phục, tâm tình phó thác, tâm tình cầu nguyện trao phó nơi Chúa Cha, và nhất là chúng ta cùng với Đức Giêsu để vác thập giá cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài thương khó dừng lại ở bên nấm mộ. Đương nhiên như chúng ta biết, cuộc đời của Chúa Giêsu không kết thúc ở nấm mộ, nhưng còn có ngày phục sinh. Nhưng bài thương khó hôm nay dừng lại bên nấm mộ để mời gọi chúng ta tiếp tục suy tư về cái chết của Chúa Giêsu và mầu nhiệm thập giá. Tiếp tục mời gọi chúng ta hãy cùng vác thánh giá Chúa Giêsu, tiếp tục mời gọi chúng ta tìm ra ý nghĩa của đau khổ, và cũng để mời gọi chúng ta hãy tiếp tục tham dự các lễ nghi tuần thánh một cách sốt sáng. Chúng ta cầu xin Chúa để những ngày hồng phúc này sinh ơn cho chúng ta, để chúng ta có cái nhìn thông cảm hơn với anh chị em, có cái nhìn bác ái hơn đối với mọi người xung quanh, cái nhìn thân thiện, cái nhìn như cái nhìn của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã mời gọi con người cùng vác thập giá với Chúa và tìm thấy trong mọi biến cố, mọi sự kiện, thánh ý của Chúa Cha để trung tín thi hành với một niềm phó thác và tin yêu. Bài thương khó trích từ Tin Mừng Thánh Luca vừa kết thúc với một câu tuyên xưng đức tin, và câu tuyên xưng đức tin ấy lại là một câu tuyên xưng đức tin từ miệng của một người ngoại giáo, là một vị quan đại đội trưởng Roma. Chúng ta thấy ở đây có một điều lạ lùng. Khi Chúa Giêsu còn hấp hối trên thánh giá thì người Do Thái nhạo báng Chúa, khích bác Chúa và thách thức Chúa. Nhưng khi người vừa tắt thở thì vị quan đại đội trưởng là người làm việc thay cho đế quốc La Mã đã tuyên bố rằng quả thật ông này là người công chính. 2000 năm nay, những ai tin vào Chúa Giêsu vẫn nhận ra một con người chịu treo trên thập giá là đấng công chính. 2000 năm nay, có biết bao nhiêu dòng người đến với cây thập giá với đức tin và lòng phó thác, họ nhận được ơn an ủi, sự bình an và sự đỡ nâng. 2000 năm nay, có biết bao nhiêu người đến với thập giá của Chúa Giêsu để cầu nguyện với đấng chịu treo trên đó, và họ được ơn chữa lành. Chính giáo hội tôn vinh đấng chịu đóng đinh, đấng trần trụi trên cây thập giá, đấng như bị hạ thấp xuống, hổ nhục, hèn hạ nhất trong nhân loại,
mà những người tin vào Chúa Kitô lại tôn vinh như đấng cứu độ và là nguyên lý của sự bình an. Thưa anh chị em thân mến, chúng ta hãy bước vào tuần thánh với tâm tình của giáo hội. Không phải chỉ là những ồn ào bên ngoài, nhưng mà với trầm lắng suy tư để nhận ra nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh là nguồn ơn cứu độ nhân loại, là trường dạy cho chúng ta về sự khiêm nhường, là bài học cho chúng ta về đức yêu thương và là mẫu mực cho chúng ta về lòng tha thứ. Vâng, quả vậy, trên cây thập giá, Chúa Giêsu đã thể hiện tình thương của Thiên Chúa, người đã hy sinh đến cùng như lời Phúc âm Thánh Gioan đã khẳng định. Trên cây thập giá, Đức Giêsu đã làm mẫu cho chúng ta về sự tha thứ khi người cầu nguyện với Đức Chúa Cha để xin Chúa Cha tha tội cho những người hành hình Chúa và xin tha tội cho những người giết Chúa. Trên cây thập giá, Chúa Giêsu đã dang rộng vòng tay để ôm lấy toàn thể nhân loại, để rồi tất cả những ai sinh ra trên trái đất này không bị bỏ rơi, mặc dù họ bệnh hoạn, mặc dù nghèo khó, mặc dù đau khổ, mặc dù rốt nát, thì họ cũng vẫn là con Thiên Chúa được Ngài yêu thương. Chúa Giêsu đã khẳng định điều ấy khi người chịu treo trên thập giá. Thông thường ở đời này, người ta đi theo một người được tôn vinh, một người chiến thắng, một người thành đạt, một người giàu sang, một người giàu có. Nhưng mà chúng ta là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta lại đi theo một đấng chịu treo trên thập giá, trở thành hèn mọn nhất trong tất cả những người hèn mọn. Đó là bí quyết của đức tin. Đó là nền tảng của tình yêu thương. Và đó là triết lý của sự sống, kính thưa cộng đoàn. Chính vì thế chúng ta tham dự các lễ nghi tuần thánh này với điều mà giáo hội mong muốn, tức là chúng ta kín múc được từ nơi thập giá Đức Giêsu bài học yêu thương, để rồi chúng ta thi hành tình yêu thương đối với những người xung quanh. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng con quy tụ nơi đây đại diện cho tất cả các bạn trẻ của Tổng giáo phận Hà Nội. Chúng con về đây tham dự thánh lễ và tham dự ngày tĩnh tâm. Chúng con về đây để cùng nhau suy tư và tìm ra câu trả lời Đức Kitô là ai. Đó là câu hỏi không ngừng được đặt ra giữa các bạn bè đồng nghiệp, giữa những người chung một công sở, giữa người đang sống cùng một gia đình, giữa những người đang cùng sống một phố xóm, một thôn làng. Người ta đang hỏi chúng ta Đức Kitô là ai, và mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm trả lời. Bởi vì Đức Kitô là ai, câu trả lời ấy sẽ là cốt lõi cho đức tin của chúng ta. Câu trả lời ấy sẽ chứng minh sự tồn tại của đời sống đức tin nơi người tín hữu Công giáo. Đức Thánh Cha Francisco mới đây, hôm 8 tháng 4, mới công bố một tông huấn dành cho các bạn trẻ, là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm ngoái, năm 2018. Tông huấn ấy có tựa đề Đức Kitô đang sống. Ngài muốn khẳng định với giới trẻ khắp thế giới rằng chúng ta tin vào Đức Giêsu, người không phải là một nhân vật của huyền thoại, không phải là một nhân vật đã lùi vào dĩ vãng xa xưa, nhưng mà là một đấng đang sống giữa chúng ta. Mỗi chúng ta hãy nhận ra người đang đồng hành với chúng ta và luôn luôn đang động viên, khích lệ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày giữa những gian nan, khốn khó và vui buồn của cuộc sống. Mỗi bạn trẻ Công giáo, nếu ý thức được Đức Kitô đang sống trong cuộc đời mình, thì sẽ gặp gỡ Chúa, sẽ được Chúa tác động và đồng thời được lời giáo huấn của Chúa khích lệ, để rồi cuộc đời của chúng ta được tỏa lan ánh sáng gương mặt dịu hiền của Chúa thông qua việc chúng ta chuyên tâm thực hiện giáo huấn của Người. Trong tuần tông huấn này, Đức Thánh Cha cũng khẳng định với những bạn trẻ rằng: các bạn trẻ thân mến, người ta thường nói các con là tương lai của giáo hội và tương lai của xã hội.
Cha cũng đồng ý như thế, nhưng mà cha cũng muốn khẳng định rằng các con cũng là hiện tại của giáo hội. Bởi vì nếu không có tương lai, sẽ không có tương lai nếu không có hiện tại. Nếu chúng con là chủ nhân tương lai của xã hội, chủ nhân tương lai của giáo hội, thì ngày hôm nay chúng con phải được đào tạo, chúng con phải được huấn luyện, chúng con phải được chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối phó với những bão tố của thời gian, và để có thể khẳng định với những con người đương thời của mình về đức tin, về lý tưởng cuộc đời mình và về Đức Giêsu đấng mà chúng ta chọn lựa. Chúng con là hiện tại của giáo hội nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng con không thể dửng dưng giữa một cộng đoàn đức tin. Chúng con không dửng dưng trước những vui buồn của giáo hội. Và chúng con không thể dửng dưng trước những đau khổ, những khó khăn phức tạp chông gai mà giáo hội đang gặp phải. Chúng con phải hòa mình vào cộng đoàn giáo hội địa phương để cảm thương, để cảm thông với giáo hội, để cầu nguyện với giáo hội, để góp phần mình xây dựng giáo hội, để làm cho bộ mặt của giáo hội luôn luôn tươi trẻ và thể hiện được sức mạnh của Đức Giêsu. Đức Thánh Cha cũng khẳng định với chúng ta, Đức Giêsu là một người trẻ trung. Đức Giêsu luôn luôn tươi trẻ và giáo hội của Chúa cũng luôn luôn tươi trẻ. Chúng con thân mến, ước chi hôm nay qua ngày hội ngộ này, chúng con thêm yêu mến giáo hội hơn. Chúng con thêm xác tín hơn Đức Kitô là ai trong cuộc đời mình, để nhờ đó chúng con mới có thể giới thiệu Chúa cho bạn bè, cho những người đồng nghiệp, cho những người đang sống cùng một gia đình, trong những người đang sống cùng khu phố, làng xóm của chúng con. Theo con số danh sách ghi danh tham dự Đại hội Giới Trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội hôm nay, có gần 6.000 bạn trẻ tham dự, chúng con đang hiện diện nơi đây. Ước chi gần 6.000 bạn trẻ này là những người trở về với mọi nẻo đường của cuộc sống để khẳng định với mọi người rằng tôi đã biết Đức Kitô là ai. Ước chi chúng con có thể mạnh mẽ hơn nữa để nói với những người thời nay rằng tôi đã gặp gỡ Đức Kitô trong đời. Gặp gỡ Đức Kitô qua lời cầu nguyện. Gặp gỡ Đức Kitô qua việc viếng thánh thể, gặp gỡ Đức Kitô qua việc chia sẻ lời Chúa và gặp gỡ Đức Kitô qua việc thi hành những công việc bác ái. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô như vậy để rồi cuộc đời của chúng ta được biến đổi. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô là đấng đã tỏ mình vinh quang sáng láng trên núi Tabor, nhưng mà cũng là đấng chịu treo trên thập giá. Đức Kitô là đấng chủ chiên nhân lành, nhưng cũng là bánh hằng sống, hy sinh trở nên của ăn của uống cho toàn thể nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta tổ chức Đại hội Giới Trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội tại một nơi rất có ý nghĩa, đó là trung tâm hành hương để tôn kính Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục Tử Đạo. Chúng ta nạ cầu xin với Thánh Tử Đạo. Chúng ta cầu xin với Chúa, với Đức Mẹ, với Thánh Giuse để ban cho các bạn trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội của chúng ta thực sự càng ngày càng tiến sâu hơn trong mối kết hợp thân tình với Đức Giêsu. Và như thế, họ được gặp gỡ Chúa để rồi họ có thể trả lời cho những người đương thời xung quanh hôm nay Đức Kitô là ai, là đấng cứu độ trần gian, là đấng đang sống giữa chúng ta. Amen. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi cũng dành khá nhiều thời gian để giải thích cho chúng ta giáo lý một cách rất là đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của người giáo dân, và đó cũng là những kiến thức dành cho những người giáo dân. Hôm nay tôi muốn nói tiếp tục về đời sống hôn nhân gia đình. Chúng ta biết năm 2019 sắp tới, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra một chủ đề về gia đình, đó là đồng hành với các gia đình khó khăn, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Gặp khó khăn ở đây không phải là khó khăn về kinh tế, nhưng mà khó khăn ở đây là những mâu thuẫn trong đời sống gia đình, mà chúng ta thấy điều đó rất phổ biến trong xã hội ngày hôm nay. Ngày hôm nay có nhiều người phụ nữ thành đạt, có nhiều người phụ nữ dấn thân trong xã hội, trong mọi lĩnh vực.
Cho nên đời sống gia đình cũng đặt ra nhiều vấn đề ngoại tình, vấn đề ly hôn, vấn đề tan vỡ, rồi những đứa con lang thang bụi đời. Vì thế mà Hội đồng Giáo mục đề ra trong năm 2019 đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, có nghĩa là giáo hội luôn luôn vẫn ở bên họ và đưa ra những chỉ dẫn, những lời khuyên, giáo hội cầu nguyện cũng như giáo hội giúp đỡ để cho họ hàn gắn những cái rạn nứt, những cái đổ vỡ. Vậy hôm nay tôi giải thích với quý ông bà và anh chị em ba cái khái niệm mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình, gọi là những gia đình gặp khó khăn, để rồi chúng ta cũng hiểu và chúng ta biết giới hạn quy định của giáo luật như thế nào. Khái niệm thứ nhất mà tôi muốn thưa với ông bà và anh chị em đó là ly thân nha. Ly thân là thế nào? Khi hai vợ chồng lấy nhau làm lễ cưới thành hôn rồi nhưng mà ở với nhau không hợp, có thể người chồng rượu chè đánh đập vợ mình. Trong trường hợp người vợ mà gặp nguy hiểm về đời sống, về tính mạng cũng như không thể nào sống một cuộc sống bình an thì mỗi người ở một nơi, gọi là ly thân. Ly thân có nghĩa là người chồng thì ở một nơi khác, còn người vợ thì ở một nơi khác, hoặc là người vợ thì người về nhà bố mẹ mình, hay là người chồng ở với bố mẹ mình. Ly thân là hai người không chung sống với nhau. Đấy, trường hợp ấy gọi là ly thân. Trường hợp thứ hai gọi là ly dị. Ly dị có nghĩa là hai người không thể sống chung được, nhưng mà phải ra tòa án ngoài đời để người ta xét. Sau khi người ta hòa giải không được thì người ta tuyên bố ly dị, có nghĩa là anh này và chị này bây giờ không còn phải là vợ chồng nữa, cho nên hai người trở thành người dưng, hai người thành người tự do. Đấy là luật đời, còn luật đạo không bao giờ chấp nhận ly dị. Khái niệm thứ ba là khái niệm tái hôn, tức là sợ hai người sau khi đã ly dị rồi thì đi lấy người khác, gọi là tái hôn, đi lấy chồng một lần nữa hay lấy vợ một lần nữa. Bây giờ ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ nó gọi là lấy vợ tập 2, rồi có nhiều người lấy vợ tập 3, tập 4 nữa. Ngôn ngữ của thời đại hôm nay là như vậy, gọi là tái hôn. Đó là ba cái khái niệm, một là ly hôn, hai là ly dị, ba là tái hôn. Vậy thì giáo luật quy định như thế nào? Đây mới là điều quan trọng. Điều thứ nhất, đối với trường hợp thứ nhất, những người ly hôn, giáo luật cho phép họ khi mà gặp khó khăn về đời sống, khi mà không an toàn về tính mạng, khi mà ảnh hưởng đến con cái, ví dụ như người vợ, người chồng sống chung với nhau mà người chồng suốt ngày bê tha rượu chè đánh đập vợ con, hoặc là làm những cái điều này điều khác gây gương mù gương xấu, thì giáo luật cho phép những người đó được ly thân nhé. Ly thân, ly thân tức là người vợ chồng tách riêng ra rồi ly thân, mỗi người một nơi. Trong trường hợp này, nguyên tắc chung thì người ta, hai người vẫn có thể được rước lễ, hai người vẫn có thể được xưng tội rước lễ, trừ trường hợp mà cái người nào có thể là chồng, có thể là vợ, làm nguyên cớ cho cái người bên kia người ta bạo lực hay là tan nát gia đình. Nguyên tắc là hai trường hợp ly thân thì vẫn có thể được xưng tội rước lễ. Trường hợp thứ hai là ly dị. Xin nói rằng điều gì Thiên Chúa đã liên kết con người không được phân ly. Vì thế cho nên có ly dị ngoài đời thì trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội không có giá trị gì cả. Cho nên những người ly dị là những người phạm luật Chúa vì đã phá vỡ điều Chúa đã liên kết. Nhưng mà có những khi ly dị nó là trách nhiệm ràng buộc xã hội, bởi vì một người vợ là nạn nhân chồng đánh đập, nếu không ra tòa ly dị thì trước mặt pháp luật họ vẫn là chồng mình vẫn là vợ của người ta, cho nên bất kỳ lúc nào nó quay lại nó đánh mình vẫn phải chịu. Trong những trường hợp ấy, hoặc là có liên quan đến phân chia tài sản, vì thế cho nên có thể ra tòa ly dị mà không mắc luật về giáo hội, nhưng mà theo nguyên tắc ly dị không bao giờ có giá trị trước mặt Chúa. Những người bị đẩy vào cái trường hợp phải ra tòa ly dị thì có thể ly dị ngoài đời, nhưng mà vẫn có thể được xưng tội rước lễ, tùy từng mỗi trường hợp. Trường hợp thứ ba là tái hôn thì không bao giờ được phép xưng tội rước lễ. Đi lấy người thứ ba, đi lấy người khác, đi lấy vợ, lấy chồng tập 2, tập 3, tập 4, không bao giờ được phép xưng tội rước lễ. Đấy là nguyên tắc rõ ràng. Tuy vậy nhưng mà giáo hội luôn luôn đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, có nghĩa là các ông, các bà, anh chị em, những ai mà bất đắc dĩ rơi vào trường hợp đó, đừng nghĩ rằng mình bị giáo hội bỏ rơi. Đừng nghĩ rằng Chúa bỏ rơi, mặc dù chúng ta gặp phải những trường hợp khó khăn như thế, có những người chỉ là nạn nhân thôi, đừng nghĩ là giáo hội bỏ rơi. Chúng ta vẫn có thể đi lễ, đi nhà thờ, chúng ta vẫn đọc kinh cầu nguyện, tham gia các hội đoàn. Chỉ có những người nào tái hôn, chưa được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, tức là không được xưng tội rước lễ. Nhưng mà đừng nghĩ rằng giáo hội loại trừ,
giáo hội bỏ rơi, giáo hội kỳ thị, và chúng ta những người sống bình thường tạ ơn Chúa, chúng ta cũng không kỳ thị những người mắc vào tình trạng ngăn trở. Hôm nay tôi muốn thưa với các bà và anh chị em ba cái khái niệm: một là ly thân, hai là ly dị, ba là tái hôn. Ly thân có thể được xưng tội rước lễ, ly dị thì khó hơn một chút nữa, tùy từng trường hợp. Nhưng mà tái hôn theo nguyên tắc của giáo hội không được phép xưng tội rước lễ, bởi vì họ đang mắc ngăn trở và họ không sống hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Hôm trước tôi đang nói về đấy giáo lý hôn nhân, và hôm nay tôi muốn thêm một điều nữa, đó là bổn phận. Lần trước tôi nói về mục đích của hôn nhân, lần này tôi nói về bổn phận giáo dục con cái của người cha người mẹ theo như là nội dung của giáo lý hôn phối. Lần trước tôi đã đọc câu ca dao: sinh con chẳng dạy chẳng dăn, thà nuôi con lợn mà ăn lấy lòng. Đó là câu ca dao Việt Nam. Tôi kể một câu chuyện mà người ta gọi là sự tích của cây xấu hổ. Ở miền quê chúng ta có bao giờ nhìn thấy cái cây xấu hổ? Chuyện kể rằng có một bà mẹ sinh đứa con, và đứa con ấy khi còn nhỏ đã xinh đẹp như một nàng tiên. Bà mẹ không muốn đứa con động chân động tay vào cái gì, cho nên nó vừa mới quét nhà, cái mẹ nói là để mẹ làm, vì nếu con quét nhà thì bụi nó bám vào tay. Em bé vừa cuốc đất ở ngoài vườn để vun cái bồn hoa, người mẹ nói là để mẹ làm, bởi vì con mà làm nó chai tay đi thì xấu. Người con cái vừa bê chậu nước, người mẹ bảo để mẹ làm, nếu mà con cứ bê nước thì vỡ chậu. Và cuối cùng em bé chẳng làm gì cả, lớn lên thành một thiếu nữ càng ngày càng xinh đẹp lộng lẫy, nhưng mà cũng càng ngày càng lười, không biết làm gì cả. Người mẹ cũng vất vả lắm, nhưng mà phải nuôi con, vì thế mà già rồi mà cũng cố gắng để mà tìm cách để kiếm cơm kiếm gạo nuôi con cho qua ngày. Cuối cùng thì người mẹ cũng đến lúc chết. Khi người mẹ ốm nằm trên giường bệnh thì muốn ăn cháo, được cô con gái không biết nấu cháo thế nào. Khi mẹ ốm trong nằm trên giường bệnh thì nhà bề bộn ra, vì cô con gái không biết quét nhà, không biết giặt quần áo, không biết dọn dẹp, bởi vì cô ấy lười không biết gì, đồng thời chỉ chơi bời đua với chúng bạn. Người mẹ chết xong rồi, cô bé trở thành cô gái bất hạnh, vì thế cho nên là có cái gì của mẹ thì đem ra bán hết để lấy tiền ăn. Ăn được có chừng vài tháng thì cũng hết chẳng còn gì cả, cô bé mới vội vàng đi ăn xin. Ăn xin gặp nhiều người, người ta xua đuổi, người ta giễu cợt, người ta chê cười, bởi vì là đi ăn xin, có người người ta nói thì lười không chịu làm gì, sức dài vai rộng, cô gái này mà đi ăn xin. Cô ấy xấu hổ quá, cô ấy chạy về ngôi mộ của mẹ, cô ấy khóc mãi, cuối cùng thành một cây lá rất nhỏ, xòe ra thế này, nhưng khi mà có bàn tay động vào, lá rũ xuống, người ta gọi đó là cây xấu hổ. Câu chuyện đấy cũng muốn vừa nói cho chúng ta trách nhiệm của người cha người mẹ sinh con mà không dạy con. Người mẹ ấy cũng là người đáng trách, bởi vì không dạy cho con để nó có một tương lai. Người con ấy cũng là người con lười biếng, và không dạy con thì cuối cùng nó giống như cái cỏ hoang sơ, không biết đối nhân xử thế, không biết làm lụng, không biết nghĩ đến người khác, và đương nhiên cũng không thể nào mà sinh cơ lập nghiệp được. Trách nhiệm dạy con theo giáo lý Công giáo, thưa quý ông bà và anh chị em, dạy con ở hai khía cạnh sau đây. Thứ nhất là dạy về nhân bản. Thứ hai là dạy về đức tin. Dạy về nhân bản tức là cho nó biết những điều tối thiểu để làm người. Dạy về nhân bản nó có ba khía cạnh. Thứ nhất là thể dục, thứ hai là trí dục, và thứ ba là đức dục. Thể dục là gì? Có nghĩa là mình phải dạy con để cho nó có một cơ thể khỏe mạnh cân đối, và nó có sức mạnh để có thể nó tồn tại với thời gian, và nó khỏe mạnh để có thể sau này nó làm được những điều ích lợi. Thể dục là thân xác khỏe mạnh, giữ gìn vệ sinh, và để rồi nó có thể lao động làm việc được. Thứ hai nữa là trí dục, dạy cho con mình biết đi học để có văn hóa, trí khôn nó mở mang, nó phải biết những cái kiến thức quan trọng để đối nhân xử thế và để thành tài lập nghiệp trong tương lai. Đức dục là dạy cho nó biết hiếu thảo với cha mẹ, biết nó đức độ với người khác, biết kính trên nhường dưới, biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, và biết làm những điều tốt cho người khác. Đấy là đức dục. Đào tạo thứ hai đó là về đức tin. Chúng ta phải lo cho con cái được rửa tội, được học giáo lý, từng bước trưởng thành, và khi lớn lên dựng vợ gả chồng phải lo giáo lý hôn nhân. Tôi nói như vậy là rất vắn tắt thôi, thưa quý ông bà và anh chị em. Còn nội dung thì nó khá dài, nhưng tôi nói tóm gọn lại, nhưng mà mọi người chúng ta cũng hiểu.
Vì thế mà tôi xin nhắc lại từ một câu chuyện cây sự tích câu xấu hổ, chúng ta thấy người mẹ phải có trách nhiệm dạy con. Em bé ấy lớn lên lười biếng thành một cô thiếu nữ, có đẹp đẽ lộng lẫy mấy cũng trở thành vô dụng, vô nghĩa. Cho nên không biết làm mạo lộng gì cả, không biết hiếu thảo, không biết đối nhân xử thế. Điều đáng trách là trước hết là người mẹ không dạy con, và điều đáng trách cũng là chính người con không chịu học hỏi gì cả. Tôi trở lại với giáo lý hôn nhân, cha mẹ phải dạy con cái ở hai lĩnh vực này, một là lĩnh vực nhân bản, hai là lĩnh vực đức tin. Lĩnh vực nhân bản gồm có thể dục, trí dục và đức dục. Lĩnh vực đức tin dạy cho con mình biết mến Chúa, yêu người, biết đọc kinh cầu nguyện, biết học giáo lý, biết cầu nguyện với Chúa để sống trở thành người công giáo tốt. Đó là giáo lý hôn nhân dạy chúng ta về trách nhiệm của người cha, người mẹ phải dạy dỗ con cái để con cái nên người. Người con mà hư, người con mà bất hiếu, trước hết là nỗi khổ cho cha mẹ và sau là nỗi khổ cho xã hội xung quanh. Chúng ta đã hơn một lần cảm nhận được điều ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đã bắt đầu nói về giáo lý của bí tích hôn phối. Chúng ta biết là đời sống gia đình vô cùng phức tạp, càng ngày càng phức tạp hơn. Người ta kể một câu chuyện, có một văn phòng luật sư. Một hôm có một người đàn ông và một người đàn bà đến để làm việc ở văn phòng luật sư và để hỏi ý kiến. Ông luật sư đặt câu hỏi vì một người nam, một người nữ, hai người không quen biết nhau. Ông luật sư hỏi người đàn ông, tôi xin lỗi hỏi ông, có vợ chưa? Ông ấy thở dài một cái. Ông luật sư bảo cô thư ký là ghi vào, ông ấy có vợ rồi. Người luật sư lại hỏi người đàn bà phụ nữ là thưa bà đã có chồng chưa? Người đàn bà cũng thở dài một cái. Ông luật sư bảo thư ký ghi vào, bà này chưa có chồng. Vì thế cho nên lập gia đình cũng hay thở dài, không lập gia đình cũng hay thở dài. Người đàn ông mà lấy vợ thì thở dài hơn người phụ nữ lấy chồng, bởi vì cuộc sống vô cùng phức tạp. Hôm nay tôi không nói đến chuyện ấy mà tôi muốn dừng lại một câu hỏi. Lâu nay chúng ta có nghe nói có những người lấy nhau rồi, làm phép cưới ở nhà thờ rồi, nhưng mà một thời gian sau chúng ta lại nghe nói là tòa thánh đã cho họ đi lấy người khác. Vậy thì có hay không? Mà nếu có thì là làm sao? Thưa có. Thông thường trong giáo hội có những trường hợp, có những điều kiện giáo hội đưa ra gọi là những ngăn trở tiêu hôn, tức là những ngăn trở ấy làm cho hôn nhân bất thành. Nếu có cử hành lễ cưới long trọng đến mấy đi nữa thì cũng không thành. Vì thế cho nên có những trường hợp mà họ bỏ nhau, và khi họ trình lên tòa án hôn phối thì những người có trách nhiệm suy xét và tìm thấy rằng khi họ cử hành lễ cưới, họ phạm vào một trong những 12 ngăn trở tiêu hôn, tức là có 12 trường hợp gọi là tiêu hôn. Tiêu tức là nó không có. Vì thế mà gọi là ngăn trở tiêu hôn, tức là những cái ngăn trở căn bản. Mà nếu có làm lễ cưới long trọng mấy nữa thì họ không thành vợ thành chồng trước mặt Chúa được. Vì thế cho nên tòa án hôn phối tuyên bố là đôi hôn phối này là vô hiệu. Các ông các bà nghe rõ cái câu này. Tòa án hôn phối tuyên bố là đôi hôn phối này là vô hiệu, chứ không bao giờ Đức Giáo Hoàng cũng không được tháo gỡ. Vì Chúa Giêsu đã nói là điều gì con người Thiên Chúa đã liên kết thì con người không được lên phân lì. Điều gì Thiên Chúa đã liên kết thì con người không được phân ly. Vì thế cho nên tòa thánh không phải là gỡ, mà tòa thánh chỉ là công bố cho biết cái trường hợp này ngay từ ban đầu mắc ngăn trở tiêu hôn, vì thế nó vô hiệu, cho nên người này không phải là vợ chồng trước mặt Chúa, có thể đi lấy người khác. Vậy thì trong giáo luật quy định có 12 trường hợp là ngăn trở tiêu hôn. Hôm nay tôi nói trường hợp thứ nhất, một trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất là có họ hàng. Có họ hàng. Nếu lấy nhau mà có họ hàng thì không bao giờ thành vợ thành chồng được. Đương nhiên họ hàng như thế nào? Tôi phân biệt thứ nhất là họ máu, thứ hai là họ kết bạn, thứ ba là họ nuôi, thứ bốn là họ thiêng liêng. Không có bà, nghe nó hơi phức tạp một tí nhưng chịu khó nghe. Có bốn loại họ. Họ thứ nhất là họ máu. Họ máu thì lại phân biệt ra họ hàng ngang, họ hàng ngang và họ hàng dọc. Ông sinh ra con sinh ra cháu, cháu sinh ra chắc là gọi là hàng dọc. Hàng dọc thì không bao giờ được phép lấy nhau. Nhưng mà hàng ngang là anh em là hàng ngang, con chú con bác là hàng ngang, cháu chú cháu bác là hàng ngang. Vậy thì hàng ngang có thể được lấy nhau khi họ quá bốn bậc. Nói quá bốn bậc thôi, tôi không giải thích đâu bởi vì giải thích nó hơi phức tạp. Nhá.
ngăn trở về họ máu thì ngăn phân biệt, thứ nhất là hàng dọc, là ông để ra con để ra cháu, từ đời ông nội cho đến cháu chắc, thế này là gọi là hàng dọc, không bao giờ lấy nhau được. Hàng ngang được phép lấy nhau khi mà nó ở cái mối quan hệ quá bốn bậc rồi thì lấy nhau được, đấy là họ hàng. Họ máu không phân biệt họ nội hay họ ngoại, nội ngoại giống nhau, không phân biệt nội ngoại, theo giáo luật không phân biệt nội ngoại. Thứ nhất là họ máu, thứ hai là họ kết bạn. Thế nào là họ kết bạn? Thừa một người đàn bà kết hôn với một người đàn ông thì người đàn bà có họ với những người họ ở bên người đàn ông kia, vì kết bạn mà sinh ra mối họ hàng ấy thì gọi là họ kết bạn. Vậy thì họ kết bạn cũng có mối ngăn trở, cho nên rằng vì mình là kết bạn cho nên là đối với người em người chị ở bên vợ mình cũng là người em người chị của bên mình, cho nên cấm ngăn trở tiêu hôn cho đến hàng dọc của họ kết bạn. Ví dụ như là bố chồng không được lấy con dâu, đấy là họ hàng dọc, bố chồng không được phép lấy con dâu, bởi vì con dâu nó là người ngoài, nhưng mà vì nó kết bạn cho nên nó là kết bạn với con mình, cho nên nó có họ với mình, cho nên không được kết bạn con dâu. Người chồng không được lấy con riêng của người vợ, bởi vì do kết bạn cho nên là mình tự nhiên có cái mối liên hệ họ hàng với con riêng của người vợ. Nghe hơi rắc rối nhưng mà không có bà nghe dần, tôi sẽ nói đi nói lại để không bắt gặp hiểu. Đấy là họ kết bạn. Họ thứ ba là họ nuôi. Một gia đình đi nhận một đứa con nuôi về, vậy thì người bố nuôi đứa con gái thì người bố không bao giờ được lấy đứa con nuôi đó. Và nếu người bố có thằng con trai thì thằng con trai cũng không bao giờ được lấy con nuôi đó. Đó là họ hàng ngang. Và người bố với đứa con nuôi là hàng dọc, không được phép lấy nhau. Họ thiêng liêng là gì? Khi mà ông các bà đỡ đầu cho một đứa trẻ để gia nhập giáo hội thì có họ thiêng liêng. Vì thế tại làm sao trong thói quen của chúng ta, người đàn ông thì đỡ đầu cho con trai, người đàn bà đỡ đầu cho con gái, không phải luật giáo hội buộc phải là người đàn ông đỡ đầu cho con trai đâu. Nhưng mà vì làm như thế để tránh vì sau này sợ người ta lấy nhau. Bởi vì luật họ thiêng liêng là cấm hàng dọc. Cấm hàng dọc. Người bố đỡ đầu cho đứa con gái không bao giờ được phép kết hôn với nó. Đấy là họ thiêng liêng. Vì thế mà có 12 ngăn trở tiêu hôn. Hôm nay tôi vừa nói đến một ngăn trở tiêu hôn thôi, là ngăn trở mắc mối dây họ hàng. Nếu cứ làm lễ cưới thật long trọng thì không thành vợ thành chồng được, vì mắc ngăn trở trong những giới hạn giáo luật quy định. Xin nhắc lại, mối quan hệ họ hàng gồm thứ nhất là họ máu. Họ máu lại chia ra hàng ngang hàng dọc, không phân biệt nội ngoại. Mối quan hệ thứ hai là họ kết bạn. Mối quan hệ thứ ba họ gọi là họ hàng, gọi là họ nuôi. Và thứ bốn thì gọi là họ thiêng liêng. Bốn mối quan hệ này được gọi là họ hàng. Trong chừng mực nào đó có tiến lên bàn thờ làm lễ cưới không thành vợ chồng được. Vì thế cho nên nếu có thì Tòa Thánh tuyên bố đây là một hôn nhân vô hiệu, chứ Tòa Thánh không bao giờ, kể cả Đức Giáo Hoàng, không bao giờ được tháo gỡ một mối hôn phối đã được cử hành hôn phối hợp lệ, điều Chúa đã liên kết, con người không được phân ly. Tôi xin cảm ơn cộng đoàn, chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Thưa ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đang nói về các ngăn trở tiêu hôn. Tôi có nói với cộng đoàn là có 12 ngăn trở tiêu hôn, và hôm nay thì tôi nói rõ tên của những ngăn trở ấy để chúng ta hiểu rõ hơn. Tuy vậy trước hết tôi phải cắt nghĩa ngăn trở là cái gì. Ngăn trở là một điều vướng mắc, là một điều cản trở, là một điều không hợp luật. Cho nên nếu có ngăn trở thì không thể nào mà cử hành lễ cưới được. Đã có ngăn trở thì phải giải quyết xong cái ngăn trở đó đã. Và có những trường hợp ngăn trở thì giải quyết được, nhưng mà có những trường hợp ngăn trở thì không thể giải quyết được do luật của Thiên Chúa. Vì thế cho nên những trường hợp này gọi là ngăn trở tiêu hôn. Có nghĩa là một linh mục nào có cố tình làm lễ cưới cho cái đôi này thì họ không thành vợ chồng trước mặt Chúa, bởi vì nó tiêu hôn. Có nghĩa là tự bản chất của nó đã làm cho hôn nhân ấy không thành sự. Tôi nhắc lại là có 12 ngăn trở tiêu hôn, tức là những quy định theo luật Chúa và theo luật giáo hội, và những điều này thì họ không thể thành vợ thành chồng được. Nhưng có một hai trường hợp nếu mà tha ngăn trở giải gỡ thì có thể được. Vậy 12 ngăn trở đó là gì? Tôi đọc danh sách 12 ngăn trở này. Thứ nhất là ngăn trở do thiếu tuổi tác. Đất nước, luật của nhà nước Việt Nam quy định con trai thì phải đủ 20 tuổi, con gái phải đủ 18 tuổi thì mới lấy vợ lấy chồng được.
Vì thế cho nên luật của giáo hội cũng theo luật của quốc gia, tức là theo nước Việt Nam. Vì thế mà quy định cái ngăn trở tiêu hôn thứ nhất là thiếu tuổi, ngăn trở thứ hai là họ không có khả năng để sinh hoạt vợ chồng. Có nhiều người do khiếm khuyết thể lý, tâm lý cho nên không có khả năng, thì đó cũng là cái ngăn trở tiêu hôn, có làm lễ cưới cũng không thành vợ chồng được. Ngăn trở thứ ba là người có vợ có chồng rồi mà chưa có được tòa án hôn phối tuyên bố hôn nhân trước là vô hiệu, thì người có mối dây hôn phối trước rồi không thể nào lấy vợ lấy chồng và làm phép cưới được. Thứ bốn là ngăn trở khác đạo. Ngăn trở này thì giám mục có thể thay quyền giáo hội để tha được. Tôi là giám mục thì tôi có thể tha ngăn trở này được. Ngăn trở thứ năm là người đã có chức thánh, tức là các linh mục, những người đã chịu chức linh mục rồi nhưng mà không muốn tu nữa, rồi đi một nơi nào đó ẩn mình đi, nói dối mình là người nọ người kia. Vì thế cho nên có làm lễ cưới thì có không bao giờ mà thành sự. Ngăn trở thứ sáu là những người nữ tu mà đã có lời khấn dòng rồi nhưng mà chưa xin bề trên tha lời khấn ấy, rồi có làm lễ cưới thì lễ cưới ấy cũng là không thành. Ngăn trở thứ bảy là bị bắt cóc, tức là một người thanh niên yêu cô này quá nhưng mà cô này không bằng lòng, cho nên là tìm một cơ hội nào đó để bắt cóc cái cô đấy đi một miền xa, rồi dụ dỗ cô ta một tháng hai tháng, cô ta mủi lòng cuối cùng đồng ý lấy nhau. Vậy thì có làm lễ cưới cũng không thành vì cô này là bị bắt cóc, là trường hợp thứ bảy. Trường hợp thứ tám tức là ngăn trở cho tội ác. Ở trong xã hội chúng ta cũng thấy một vài trường hợp. Cách đây vài năm có một người đã có vợ rồi làm nhà báo. Thế mà khi mà vợ của mình ngoại tình với một anh cán bộ khác, cho nên là giữa anh cán bộ và người vợ ấy đã lập mưu để tưới xăng đốt chồng mình. Thế thì đấy là ngăn trở do tội ác, mà theo luật của giáo hội thì người đàn bà này mặc dù chồng chết rồi thì cũng không thể lấy cái người đàn ông kia được, bởi vì nó là ngăn trở do tội ác, lập mưu giết người phối ngẫu của mình để toan lấy cái người khác. Ngăn trở thứ 9 là có họ máu, lần trước tôi đã trình bày rồi, sẽ có dịp tôi quay lại. Ngăn trở thứ 10 là họ kết bạn, ví dụ như chúng ta, các ông, các bà là những anh chị, khi mà mình là một người hoàn toàn là người xa lạ nhưng vì kết bạn với người con gái của gia đình này thì tương nhiên mình có họ với những người trong gia đình đó thì gọi là họ kết bạn. Vì thế mà họ kết bạn cũng có một số những cái quy định nhất định, trường hợp đấy có những trường hợp không thể lấy nhau được. Cái ngăn trở thứ 11 là do công hạnh. Đây là cái trường hợp mà một người đàn bà với một người nam với một người nữ chung sống với nhau một thời gian rồi thấy không hợp mới bỏ nhau. Thì sau đó thì người đàn bà này cũng không thể lấy cái người ruột thịt của người đàn ông kia được, và người đàn ông này cũng không thể lấy cái người ruột thịt của người đàn bà kia được, bởi vì nó là do ngăn trở, do cái công hạnh, do cái điều mà đã ở với nhau rồi thì nó mang cái tiếng không tốt đối với cái danh dự của con người. Và trường hợp thứ 12 là ngăn trở do họ nuôi. Khi một người mà chính thức nhận với chính quyền địa phương đây là người con nuôi thì nó sinh ra cái mối tương quan, chúng ta gọi là họ nuôi. Vì thế mà một người đàn ông nuôi một đứa con gái mà người đàn ông đó cũng có đứa con trai thì đứa con trai của người đàn ông này không thể nào kết hôn với đứa con gái nuôi được, bởi vì nó là ngăn trở do họ nuôi. Và đương nhiên rồi, người bố mà nuôi một đứa con gái thì giữa người bố và người con đấy cũng không bao giờ lấy nhau được, và cái người con trai, con đẻ của mình cũng không bao giờ lấy cái đứa con nuôi kia được. Đây là 12 cái ngăn trở tiêu hôn, có nghĩa là nếu cứ cố tình làm lễ cưới long trọng đến mấy đi nữa thì không bao giờ thành vợ chồng thật được, bởi vì nó làm cho cái hôn nhân ấy ra vô hiệu. Hôm nay tôi chỉ nhắc lại 12 cái ngăn trở đấy, hy vọng là phần nào chúng ta nghe và chúng ta cũng hiểu được. Cho nên khi nói chữ ngăn trở là chúng ta phải biết ngăn trở là một cái điều cấm cản, một cái điều do quy định đã cấm, và nếu có thì có làm cũng không thể nào mà thành vợ thành chồng thành được. Tôi bất ông bà và anh chị em, năm sắp tới năm 2019, Hội đồng Giáo mục Việt Nam ước muốn đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Khó khăn ở đây là những mâu thuẫn, những bất đồng, chia rẽ. Hôm nay tôi nói tới một điểm nữa cũng rất khó khăn và cũng rất là nghiêm trọng trong xã hội của chúng ta, đó là vấn đề phá thai. Phá thai là giết người. Phá thai nghĩa là gì? Tức là làm cho thai nhi đang ở trong lòng mẹ mà ra ngoài và có ý giết đi thì gọi là phá thai. Còn những người mà
còn 1-2 tuần nữa mới đến ngày sinh, vì lý do nào đó muốn cho con sinh sớm bằng phương pháp khoa học thì không phải là phá thai. Phá thai là giết chết thai nhi còn đang trong lòng mẹ. Vậy theo giáo huấn của giáo hội phân tích thì phá thai nó có 4 cái trường hợp như thế này, 4 cái lý do người ta hay viện đến để phá thai, có 4 cái lý do. Lý do thứ nhất là do mục đích là để tuyển chọn. Lý do thứ hai là lý do về danh dự. Lý do thứ ba là lý do về xã hội. Và lý do thứ 4 là lý do về y khoa. Vậy lý do thứ nhất gọi là tuyển chọn nghĩa là gì? Tức là đi siêu âm mà thấy thích con trai cho nên thấy có thai nhi là con gái giết đi thì gọi là tuyển chọn. Thứ hai là thấy đứa bé nó có cái nó khiếm khuyết gì đó, thai nhi nó có cái khiếm khuyết gì đó giết nó đi. À, không thích, bởi vì muốn sinh một cái đứa nó phải tròn trịa, nó phải đẹp, nó phải lành lặn. Thế thì gọi là lý do thứ nhất là lý do tuyển lựa. Lý do thứ hai là vì lý do danh dự. Ví dụ những cô gái 13, 14 tuổi mà bị hãm hiếp cho nên có thai, vì thế mà không muốn để cái thai nhi đó nọ, để cho cái đó là cái đau khổ, là cái căm thù, cho nên người ta lấy lý do người ta cũng giết thai nhi, là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là lý do xã hội, tức là bây giờ kinh tế khó khăn quá, nhiều người quá, cho nên là lấy cái lý do đó giết thai nhi đi, là lý do thứ ba. Lý do thứ bốn là vì y khoa, có nghĩa là người mẹ mắc bệnh, người mẹ đang mang thai mắc bệnh rất nặng, nếu tiêm cái thuốc này vào thì có thể chết thai nhi. Đấy là lý do thứ bốn, là lý do y khoa. Theo nguyên tắc của giáo hội, con người khi đã được thụ thai là phải được bảo vệ, bởi vì có quyền của con người đã là một con người rồi. Con người được bảo vệ và tôn trọng từ khi được thụ thai trong lòng mẹ, đã có linh hồn rồi, cho nên phải tôn trọng. Bởi vì có một vài quốc gia như ở Việt Nam, người ta lấy lý do là sau khi thụ thai một vài tuần thì có thể là vẫn giết người được, phá thai được, bởi vì nó người ta đưa ra nhiều lý do. Nhưng mà luật của giáo hội là dựa vào lời Chúa và dựa vào điều răn thứ 5 chớ giết người. Đấy là thiên luật tức là luật của Chúa. Vì thế cho nên con người từ khi được thụ thai trong lòng mẹ đã có linh hồn và phải được tôn trọng, phải được tôn trọng, cho nên phá thai bao giờ cũng là tội ác. Và giáo luật điều 1398 đã quy định ai mà có phá thai và việc phá thai ấy đã hoàn thành thì bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Mắc vạ tuyệt thông tiền kết, theo ngôn từ của giáo luật, tiền kết có nghĩa là tiếng Latin là ipso facto, có nghĩa là không cần phải tuyên bố, đương nhiên là mắc vạ tuyệt thông rồi. Mắc vạ tuyệt thông tức là không được xưng tội rước lễ và không hiệp thông với tòa thánh. Vì thế cho nên là phá thai bao giờ cũng là một tội ác và con người phải được tôn trọng ngay từ khi thụ thai trong lòng mẹ. Vì thế cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ có nhiều cái phòng khám ở bên ngoài đấy, người ta phá thai dễ dàng lắm, cho nên người ta lấy những cái danh từ nghe để cho người khác khỏi bị áy náy lương tâm. Bây giờ người ta phá thai nhưng người ta chỉ dùng cái chữ là điều hòa kinh nguyệt mà không phải là phá thai, nhưng thực tế là phá thai, thực tế là phá thai. Việt Nam mình là một trong những nước mà có tỷ lệ phá thai nhiều nhất trên thế giới này. Mỗi năm người ta ước tính khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu người thai nhi bị phá. Nước Việt Nam mình cũng vậy. Ở Hải Phòng chúng ta mới đi gom thai nhi ở một vài cái nơi phòng khám tư nhân thôi nhé, chưa phải ở khoa sản. Thế mà mỗi một tháng vào khoảng từ 500 đến 600 thai nhi. Một tháng từ khoảng 500 đến 600 thai nhi. Cứ mỗi một tháng một lần, cha vang là đặc trách và nhóm bảo vệ sự sống dâng thánh lễ và an táng thai nhi. An táng ở bên nghĩa trang trang quan, nhưng mà trước khi an táng thì dâng thánh lễ ở nhà nguyện đây. Và mỗi một tháng thì có từ 500 đến 600 thai nhi bị giết hại. Chúng ta tưởng tượng ngồi đầy cái nhà thờ này mới được có 800 người. Ngồi đầy cái nhà thờ chính tòa này mới được 800 người. Mà mỗi tháng người ta giết đi, mà đấy là cái số chúng tôi mới đi thu lại được thôi. Còn phải bằng đấy nữa mà chúng tôi không thể thu lại được. Số thu lại được là khoảng từ 500 đến 600 thai nhi bị giết hại. Vấn đề này là một vấn đề lớn và có phải nói đến nhiều lần, cho nên có thể tôi sẽ nói đến những lần sau. Hôm nay tôi chỉ chốt lại một cách này. Có bốn lý do người ta đưa ra để mà người ta phá thai. Một, thứ nhất là muốn lựa chọn. Thứ hai là về danh dự. Thứ ba là về xã hội khó khăn hay đời sống kinh tế nghèo nàn. Thứ bốn là về lý do y khoa. Nhưng mà nói như vậy, tôi đã nói đến nguyên tắc. Trước hết là phải nguyên tắc của giáo hội, phá thai bao giờ cũng là một tội ác.
Nhưng mà trong bốn lý do vừa nêu lên, ba cái lý do kia không bao giờ được phép viện vào để phá thai. Nhưng lý do thứ bốn là lý do y khoa, giáo hội cho phép dùng phương pháp song hiệu, song là hai, hiệu là hiệu quả, có nghĩa là mục đích chữa con người mẹ. Lý do thứ bốn tôi nhắc lại cho nó rõ ràng, lý do y khoa có nghĩa là khi một người phụ nữ mang thai mà người mẹ mắc bệnh rất nặng, nhưng mà muốn tiêm cái thuốc ấy vào thì chắc chắn cái thuốc ấy sẽ làm hại đến thai nhi, có thể là thuốc kháng sinh, có thể là một thứ thuốc biệt dược đặc trị nào đó. Vì thế mà được dùng phương pháp song hiệu, tức là nhập mục đích chữa bệnh cho người mẹ và có thể nó gây ra những cái hậu quả không mong muốn, đó là phương pháp song hiệu, nhưng mà phải khôn ngoan và hỏi ý kiến của các linh mục để cho hiểu biết rõ hơn. Bốn lý do: một là lý do tuyển lựa, hai là lý do danh dự, ba là lý do xã hội, bốn là lý do y khoa. Vì lý do thứ bốn có thể được áp dụng phương pháp song hiệu, tức là làm một việc mà có thể sinh ra hai hiệu quả, một cái hiệu quả mong muốn, còn một cái kia không mong muốn, đó gọi là phương pháp song hiệu. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống chúng ta hay nói đến công bằng. Công bằng là một ước mơ của con người. Công bằng cũng là điều mà ai cũng cố gắng phấn đấu để đạt tới. Khi nói đến công bằng thì trước hết chúng ta nói đến công bằng tương giao giữa con người với con người. Thế nào là công bằng tương giao? Tôi mua một con gà, con gà ấy đáng giá 200.000. Tôi nhận con gà và tôi trả cho người bán gà 200.000, đó là công bằng. Tôi làm thuê cho một công ty, lương tháng của tôi xứng đáng thỏa thuận là 6-7 triệu, và cuối tháng tôi nhận số tiền lương ấy, thế là công bằng. Giữa hai công ty ký hợp đồng với nhau, và mỗi công ty chịu trách nhiệm làm phần việc của mình, và hai bên đều ký kết thực hiện nghiêm túc những điều có liên quan, thế là công bằng tương giao. Một hình thức công bằng thứ hai nữa mà chúng ta cũng vẫn thường nói tới, đó là công bằng trong gia đình. Những người cha người mẹ có con cái thì sự công bằng giữa những người con về tình cảm, về vật chất. Tiếc thay, trong cuộc sống không có sự công bằng ấy, cho nên nhiều khi sinh ra lộn xộn, cãi vã và huynh đệ tương tàn. Người ta cũng nói đến một thứ công bằng khác là công bằng xã hội. Công bằng xã hội có nghĩa là con người sinh ra trong cuộc đời này đều có quyền được hưởng những cái nhu cầu công ích để sống xứng đáng với phẩm giá con người. Một con người sống ở đời phải hưởng ứng nhu cầu, phải được đáp ứng những điều cần thiết, phải có đường để đi, phải có điện để sinh hoạt, phải có nước để dùng, phải được có việc làm để nuôi sống bản thân. Và xã hội phải đối xử công bằng người nghèo cũng như người giàu, người ở miền núi cũng như người ở thành thị. Đó là công bằng xã hội. Tiếc rằng công bằng xã hội
là một giấc mơ của con người mà không bao giờ có thực tế trên thế gian này, nhất là ở một số các nước người ta gọi là nước độc tài, chính quyền độc tài. Tôi vừa nhắc tới ba hình thức của công bằng, ít là ba hình thức. Một là hệ công bằng tương giao giữa con người với con người, mua bán làm thuê các công ty. Thứ hai là công bằng của người làm cha làm mẹ đối với những người con cái. Thứ ba là công bằng xã hội. Và lời Chúa hôm nay này nói với chúng ta một thứ công bằng khác, nó không thuộc vào ba cái thứ công bằng này. Đó là công bằng theo cái nhìn của Thiên Chúa, kỳ lạ, không giống cái nhìn của chúng ta. Bởi lẽ như ngôn sứ Isaiah đã khẳng định, như câu đầu tôi đã thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, cũng như trời và đất xa nhau thế nào, thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng cách xa tư tưởng của loài người như vậy. Chúng ta lại trở lại với câu chuyện một ông chủ vườn nho buổi sáng sớm đi tìm thợ làm vườn cho mình. Nếu chúng ta lắng nghe bài phúc âm hôm nay, chúng ta sẽ thấy có 5 lần ông chủ ra tìm thợ vào 5 thời điểm khác nhau, càng lần sau thì muộn hơn lần trước. Và lần cuối cùng ông ra tìm thợ vào lúc 5 giờ chiều. Người Do Thái người ta gọi là giờ thứ 11. Giờ thứ 11 tức là vào khoảng 5 giờ chiều. Chẳng có ông thợ nào đi kiếm thợ mà lại còn 5 giờ chiều còn đi mướn thợ và làm cho mình. Ông đã hợp đồng với những người vào làm đầu tiên, đó là tiền lương 1 quan tiền 1 ngày. Và cuối ngày ông trả đúng như thế. Nhưng mà người vào làm muộn cũng được một mức tiền như nhau. Và những người vào làm lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng được hưởng một mức tiền giống như người vào làm vào lúc tảng sáng. Đó là vấn đề nảy sinh ra cái định nghĩa công bằng nơi Thiên Chúa khác với định nghĩa quan niệm về công bằng nơi con người. Cái khác nhau nó ở cái gì thưa quý ông bà và anh chị em? Nếu con người chúng ta áp dụng công bằng về sự ngang hàng vật chất, quyền lợi, tiền bạc, của cải và danh lợi, thì Thiên Chúa đi kèm với công bằng, Thiên Chúa lại có tình thương. Thiên Chúa, ông chủ, hình ảnh ông chủ chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ông chủ vườn nho chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Và ông chủ ấy là Thiên Chúa, không những chỉ có công bằng theo mối tương giao, không những công bằng theo xã hội, không những công bằng theo những người cha mẹ đối với con cái, mà còn kèm theo tình thương. Chính vì thế con người không thể hiểu được thánh ý của Thiên Chúa, bởi vì như trời và đất cách xa nhau thế nào, thì sự khác biệt giữa tư tưởng của Thiên Chúa và của con người cũng giống như vậy. Và đó là làm cho mọi người khó chịu, nhất là những người làm từ tảng sáng khó chịu và phàn nàn, kêu trách ông chủ. Ông chủ nói rằng, các bạn thật là buồn cười, tôi có làm thiệt hại gì bạn đâu. Và ban đầu tôi nói với bạn ngay từ buổi tảng sáng là tôi trả lương 1 đồng, bây giờ tôi vẫn giữ lời hứa ấy. Ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa. Ông chủ ấy không chỉ nghĩ tới một người đi làm được hưởng lương, nhưng ông chủ ấy còn nghĩ tới những người thân nhân, vợ con ở gia đình. Vào lúc 5 giờ chiều, ông chủ ra để tìm thợ vào, vì ông nghĩ những người đã thất nghiệp là không, họ không có lương, không có tiền và không có gì để sống. Đó là cách suy nghĩ của Thiên Chúa, khác xa hơn cách của loài người chúng ta. Vì thế, sứ điệp mà lời Chúa muốn gửi với đến với chúng ta ngày hôm nay, trước hết nói với chúng ta về tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ xử theo lẽ công bằng, quan niệm của loài người, mà Thiên Chúa còn đối xử với chúng ta bằng tình thương. Điều thứ hai, Chúa nói với chúng ta hãy có cái nhìn bao dung hơn, đừng có cái nhìn ích kỷ, ti tiện, nhỏ bé và thấp hèn. Hãy có cái nhìn như cái nhìn của Thiên Chúa. Cái người thợ đến làm từ sáng ghen tương bực bội hằn học, nhưng mà sự ghen tương bực bội hằn học ấy quả là vô lý, bởi vì ông chủ có làm mình thiệt hại gì đâu. Chính lời ông chủ đã nói, hay là bạn ghen tương vì tôi tốt bụng quá. Ở đời này có nhiều chuyện ghen tương là chính đáng, mà cũng có nhiều chuyện ghen tương là vô lý, mà người ta gọi là ghen ngược. Cho nên cái người đi làm vườn nho buổi sáng cũng ghen ngược kiểu ấy, bởi vì anh ta muốn cho cái người làm sau phải được ít tiền hơn, trong khi đó ông chủ không hề làm anh ta thiệt hại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Trong lời Chúa chúng ta hay nghe nói đến vườn nho. Đó là một hình ảnh rất thân thương, gần gũi và phổ biến trong đời sống của người Do Thái. Bởi vì phần lớn các cánh đồng, các sườn đồi đều được trồng nho. Đối với người Việt Nam chúng ta xem ra có vẻ xa lạ. Và 2000 năm sau đọc lời Chúa, đọc tin mừng, chúng ta mỗi người nhận ra cái vườn nho cụ thể trong cuộc đời của mình chính là hoàn cảnh sống của mỗi người. Có những người đang làm việc trong hãng xưởng, có những người đang dạy học trong nhà trường, có những người làm việc trong bệnh viện, có những người đang buôn bán ngoài phố chợ, có những người chỉ sống đời sống âm thầm ở gia đình. Tất cả những môi trường sống ấy là những vườn nho Chúa gửi chúng ta đến để chúng ta làm việc. Vì thế mà chúng ta hãy làm việc với ý thức trách nhiệm, làm việc với tình yêu mến và làm việc với một cái niềm tín thác rằng chúng ta đang làm việc dưới cái nhìn yêu thương của Chúa. Và như thế thì công việc làm của chúng ta vừa sinh hoa kết trái về vật chất, vừa đem lại ích lợi về thiêng liêng, về tinh thần, vừa góp phần nuôi sống bản thân và vừa làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Tư tưởng của Chúa không giống tư tưởng của con người, nhưng nếu con người cố gắng sống đạo đức thánh thiện và cầu nguyện, chuyên tâm lắng nghe suy tư lời Chúa, thì tư tưởng của chúng ta sẽ có thể tiến tới gần, gặp gỡ, hòa nhập, hòa quyện vào tư tưởng của Thiên Chúa. Đó chính là lý tưởng của người Kitô hữu và đó cũng là niềm hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Anh em thân mến, chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta: không ai sống cho mình và không ai chết cũng chỉ chết cho mình. Câu ấy được trích trong đoạn thư thánh nhân gửi cho giáo dân thành Roma. Khi tác giả nói về ý nghĩa của cuộc đời, không có ai chỉ sống cho chính mình và không có ai chết cũng chỉ chết cho chính mình. Đó là một điều xem ra có vẻ nghịch lý, nhất là thời buổi hôm nay khi mà người ta chú trọng đến những cái lối sống hưởng thụ, ích kỷ, khép kín. Những người có chức vụ trong xã hội thì lo vinh thân phì gia, lo tích trữ của cải, lo tham lam hối lộ vơ vét để mà mình trong cái thời gian nào đó lãnh đạo thì có nhiều của cải bảo đảm cho mình sau này. Rồi cuộc sống tại gia đình cũng như mọi môi trường khác của xã hội, càng ngày người ta xem ra càng ích kỷ, chỉ sống riêng cho mình mà thôi. Vì thế mà sống cho người khác là một điều xem ra nghịch lý, nhưng mà là một điều cần thiết. Khi sống vì người khác thì mỗi chúng ta cần phải thận trọng để suy tư về việc làm, lời nói của mình. Khi sống vì người khác thì chúng ta phải để ý đến ích lợi của người khác, đến quyền lợi và danh dự của người khác. Khi sống vì người khác thì con người sống phải quan tâm đến tập thể, đến công ích. Khi sống vì người khác, người ta chỉ cần nên khiêm tốn để nhận rằng mình vẫn còn nhiều lỗi lầm và những sai sót. Khi sống vì người khác, chúng ta nhận ra những giá trị nơi những người khác và những tài năng của họ. Những điều đang chia sẻ cho thấy nếu con người ta biết sống vì người khác thì cuộc sống này sẽ rất tốt đẹp. Và nếu giả sử như trong xã hội này không có những con người sống vì người khác mà chỉ có những người sống vì mình thôi, xã hội của chúng ta sẽ trở nên vô cùng rối loạn, không có tình thương và mỗi người trở nên như một ốc đảo riêng biệt. Khi Thánh Phaolô khuyên chúng ta như thế để hướng chúng ta về cái lý tưởng mà chúng ta cần phải đạt tới, cái lý tưởng của người Công giáo. Khi Thánh Phaolô nói với chúng ta điều vậy thì Ngài cũng mời chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu trên thập giá. Đức Giêsu sống vì người khác và chết vì người khác. Ngài sống vì phần rỗi thế gian và chết trên thập giá cũng vì phần rỗi thế gian. Đọc tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu rảo khắp các làng mạc để loan báo lời hằng sống.
Người thực sự trở nên như một người nghèo của Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã nói con cáo có hang, chim trời có tổ, mà con người không có chỗ gối đầu. Trọn vẹn cuộc sống của người là sống vì tha nhân, sống vì nhân loại, sống vì phần rỗi con người, sống vì hạnh phúc con người. Vì vậy mà trên thập giá, người đã mang lấy tất cả tội lỗi của con người, người mang lấy sự khổ đau của con người, người mang lấy sự bầm dập của con người, để qua cái chết của Chúa Giêsu mà nhân loại tìm thấy hạnh phúc và nhân loại tìm thấy con đường của hy vọng. Để rồi như Chúa vừa nói với chúng ta trong bài phúc âm, ai tin vào ta sẽ được sống đời đời. Ai tin vào ta sẽ được sống đời đời, bởi vì ta là sự sống lại và là sự sống. Chúa mời gọi chúng ta tin vào Chúa như một nguyên lý để chúng ta đạt được sự sống đời đời. Trong cái xã hội khép kín, trong xã hội còn nhiều bạo lực, trong xã hội mà con người càng ngày càng sống ích kỷ, lạnh lùng, vô cảm với nhau, thì giáo huấn mà chúng ta vừa nghe trong thư của Thánh Phaolô dường như một điều khó chấp nhận, nhưng đó lại là một điều căn bản để chúng ta có thể trở nên người Kitô hữu đích thực. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho một linh mục sau suốt một thời gian sống trên thế gian này đã về với Chúa, đã nhắm mắt xuôi tay, đã kết thúc cuộc đời. Nếu chúng ta để ý thì linh mục chúng tôi là những người đang cố gắng để sống cái điều mà Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Roma, đó là không ai chết, không ai sống cho chính mình mà sống vì người khác, không ai chết cho chính mình mà cũng chết vì người khác. Đức Giêsu đã sống vì người khác và chết cũng vì tha nhân. Chính vì thế mà một cách nào đó chúng tôi là linh mục, chúng tôi đang cố gắng để sống vì người khác, sống vì giáo hội. Có thể là trong thực tế chúng tôi chưa đạt được những cái điều mà chúng tôi đang đề ra như một lý tưởng cao cả, nhưng mà cái điều mà chúng tôi đang theo đuổi đó chính là noi gương Chúa Giêsu để sống vì giáo hội. Chúng tôi sống vì giáo hội khi mà chúng tôi sống cuộc đời độc thân không lập gia đình. Chúng tôi sống vì giáo hội khi mà chúng tôi không bon chen để tìm tiền bạc của cải cho con, cho cháu, cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi sống vì giáo hội khi mà các linh mục vừa xây xong một ngôi nhà thờ, vừa xây xong một ngôi nhà sứ, có lệnh của bề trên chuyển đi nơi khác, vui vẻ sẵn sàng ra đi mà không tính toán, không hờn giận, không tiếc nuối. Chúng tôi đang cố gắng sống đời lý tưởng vì giáo hội khi mà chúng tôi nhận tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau. Và chúng tôi cũng xác tín rằng chúng tôi được mời gọi để phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt người giàu hay người nghèo, người sang hay người hèn, người thành phố hay người nông thôn. Nhưng mà lương tâm của linh mục, kể cả 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng mà có người gọi đi kẻ liệt, chăm sóc bệnh nhân, sức giàu cho bệnh nhân, thì buộc theo lương tâm chúng tôi phải đi. Vì thế mà chúng tôi không làm việc theo những công chức của nhà nước, theo nhân viên của hành chính để lấy lương và làm theo giờ giấc. Đương nhiên tôi đang nói về cuộc đời của linh mục như thế, anh em chúng tôi đang hiện diện nơi đây cũng như cha cố Phêrô vừa nằm xuống. Vì thế mà chọn cuộc đời, cha cố Phêrô đã sống vì người khác, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư của gửi giáo đoàn Roma. Cái chết cũng rất là đơn giản, và chúng tôi tin rằng trước cái chết của một linh mục không nhiều tiếng than van khóc lóc, không có những lời kể lể. Nhưng mà cái chết của một linh mục ra đi trong niềm hy vọng, và như một người tôi tớ nói với chủ mình rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng. Câu nói ấy rất là hợp với linh mục, bởi vì làm được những cái việc lớn lao, dù làm được cái việc gì chăng nữa thì trước mặt Chúa thì cũng là đấy là việc của Chúa, còn chúng tôi chỉ là dụng cụ của Chúa mà thôi. Có bao giờ người ta thấy cái nhà đẹp mà người ta khen cái chổi bao giờ? Người ta khen người cầm cái chổi ấy mà quét nhà. Có bao giờ người ta nhìn thấy một cái khu ngôi nhà hay một cái khung cảnh trang trí đẹp đẽ mà người ta khen bông hoa hay khen miếng vải bao giờ? Người ta khen cái người có đầu óc để trang trí cái điều đó. Vì thế mà chính Thiên Chúa cầm chúng tôi như một người chủ nhà cầm cái chổi để quét nhà. Chính Thiên Chúa soi sáng là người thợ để mà nhặt chúng tôi vào để trang trí trong giáo hội, vào chỗ này chỗ khác cho phù hợp.
Cái chết của một linh mục là một cái chết noi gương Chúa Giêsu trên thập giá, và cũng là một cái chết vì tha nhân để cầu nguyện cho người khác. Khi nói như thế, chúng ta sẽ thấy đời sống của linh mục thực sự rất là khiêm tốn. Có bài hát thánh ca vẫn được gợi hứng bởi câu kinh thánh: khi con làm điều gì đó thì ngươi hãy nói rằng thì là tôi chỉ là đầu tớ vô dụng. Vì thế trước mặt Chúa mỗi người đều nhận mình chỉ là đầy tớ vô dụng, có làm được điều gì là việc của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp ấy được mời gọi đến gửi đến cả mọi, được gửi đến tất cả mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống cho người khác. Người khác ở đây có thể là những thành viên trong cùng một gia đình. Người khác ở đây là những người đồng nghiệp, bạn bè, lối xóm. Người khác ở đây là những người mà có thể chúng ta gặp gỡ ngẫu nhiên một lần trong đời. Nếu chúng ta sống vì người khác, nếu chúng ta thể hiện sự thân thiện với họ, nếu chúng ta phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa đối với họ, chính chúng ta đang là những người noi gương Đức Giêsu để đem an bình cho thế gian này. Lý tưởng của đời linh mục rất là cao đẹp, nhưng mà những con người của chúng tôi thì bất xứng. Chính vì thế mà chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này cũng như trong các thánh lễ khác để xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho cha cố Phêrô. Lý tưởng đề ra thì tuyệt vời, nhưng mà Chúa lại dùng những dụng cụ nhiều khi rất là bất xứng. Vì thế mà không đạt được cái lý tưởng ấy, hay chưa đạt được lý tưởng ấy. Chúa nhân lành vô cùng, Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Khi chúng ta có thiện chí để sống với Chúa, sống trong Chúa, sống vì Chúa, khi chúng ta có những cố gắng nỗ lực để sống vì tha nhân, chắc chắn Chúa sẽ nâng đỡ và tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Amen.